Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn ngày hôm nay đã quay lại với kênh của mình. Iran nổi giận giúp Thụy Điển lội ngược dòng không tưởng. Năm 2012, vấn đề tâm lý yếu kém, thiếu bản lĩnh của đất dưới triều đại Loess vốn đã bị chỉ trích từ World Cup 2010 và điểm yếu ấy càng trở nên rõ rệt hơn. Dẫn trước đội khách 4 bàn, giờ đấu chính thức còn chỉ 28 phút nên các cổ động viên tuyển Đức đã sớm ăn mừng trận thắng thứ tư của đội nhà. Nhưng bất ngờ, Thụy Điển vùng lên mạnh mẽ khi ghi 4 bàn liên tiếp để tạo cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất lịch sử. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ chúng mình các bạn nhé. Năm 2006, đội tuyển Đức đã đánh bại Thụy Điển với chiến thắng tưng bừng 3-0 ngay tại Gelsenkirchen, Đức. Đó là trận đấu đầu tiên của Joachim Löw trên cương vị huấn luyện viên trưởng Mannschaft. Kể từ thời điểm đó, vị chiến lược gia sinh năm 1960 này đã được tạo nền móng vững chắc cho đội tuyển Đức. Cho dù không thể đăng quang Euro 2008, 2012 hay World Cup 2010, nhưng cổ xe tăng dưới triều đại Joachim Löw luôn được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu. Mannschaft khi ấy có lối chơi tấn công không kém phần hào hoa nếu so sánh với Tây Ban Nha, Brazil hay Hà Lan. Một trong những yếu tố mang tới thành công cho Joachim Löw chính là dàn lực lượng đồng đều và ngày càng tinh nhuệ của bóng đá Đức. Về phía Thụy Điển, nhắc tới họ không thể không nhắc tới thứ vũ khí lợi hại trên hàng công, đó chính là Zlatan Ibrahimovic. Không phải ngẫu nhiên mà trước đó, thủ quân Philipp Lahm đã đăng đàn cảnh báo đồng đội nên đặc biệt chú ý tới sát thủ này. Trước tiền đạo có thể hình, thể lực và khả năng sang bàn đa dạng như Ibra, hàng thủ Đức lại thiếu vắng tấm lá chắn thép Mats Hummels do chấn thương. Bermutersocker có khả năng chống bóng bổng khá tốt nhưng trung vệ này lại xoay sở khai thác. Cũng giống Đức, Thụy Điển khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2014 với thành tích toàn thắng. Tuy nhiên, cuộc đồng đồ đội tuyển Đức lần này là thử thách quá lớn với đội bóng Bắc Âu. Họ chỉ trông chờ vào Ibra. Tuy nhiên, từng ấy có thể vẫn chưa đủ để thầy trò Erik Hamren có thể hy vọng kiếm điểm ở Berlin. Với ưu thế sân nhà cùng trình độ đẳng cấp vượt trội, Đức không mấy khó khăn áp đảo các vị khách đến từ Bắc Âu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ hai, Müller suýt có bàn mở tỷ số ở tình huống tấn công đầu tiên của tuyển Đức sau nỗ lực chuyền bóng của Boateng. Müller sút rất mạnh ở cận thành nhưng không may bóng trúng người thủ môn Isaksson. Ngay sau đó, Thụy Điển lập tức trả lời với cú sút rất căng từ chính diện của Holmen, bóng đi chỉ hơi cao so với khung thành Đức một chút. Đến phút thứ 8, nhận bóng từ đội trưởng Philipp Lahm chết bên góc trái của khu cấm địa, Maskoroy quan sát nhanh để căng ngang vào phía trong, đến đúng vị trí của Miroslav Klose. Dù tư thế dứt điểm không được thuận lợi, song tiền đạo sinh năm 1978 này vẫn có thể làm tung mạnh lưới Isaksson. Sáu phút sau lại là Klose ghi bàn nhân đôi cách biệt. Sau hàng loạt các pha chuyền trước vòng cấm địa của Thụy Điển, Royce tung ra đường căng ngang quyết định cho Klose. Lần này tiền đạo khoác áo Lazio sau hai lần dứt điểm đã làm tung lưới đối phương. Một khởi đầu không thể tốt hơn cho Đức và cho Klose. Giữ đúng lời hứa trước trận, anh đã không lộn sang tô ăn mừng bàn thắng. Lý do là vì anh không muốn chấn thương vô duyên, không tìm cơ hội dự vòng chung kết World Cup 2014. Mặc dù bị thủng lưới tới hai bàn, nhưng Thụy Điển không co cụm phòng thủ. Sau bàn thua, họ quyết tâm hơn trong việc dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, những đường bóng của đội khách khá bế tắc và nhanh chóng bị hàng thủ của Đức bẻ gãy.
Lối chơi bóng sệt ngắn bực tường kết hợp với lực cánh bất ngờ của đội chủ nhà khiến Thụy Điển không còn là họ và phải chịu thủng lưới thêm. Phút 39, Royce thoát xuống bên cánh trái rồi lật bóng hơi lố sang cánh phải để Muller dội đầu trả vào trung lộ cho Mertesacker trong tư thế không bị ai kèm. Cầu thủ này sút bóng nâng tỷ số lên 3-0, ấn định tỷ số hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, với 3 bàn dẫn trước, nhiều người đã nghĩ tuyển Đức sẽ có chiến thắng. Trong khi đó, Thụy Điển bắt đầu có hai sự thay đổi người. Karlström cùng Kakaniklik thế chỗ Wellblom và Holmen ở tuyến giữa, nơi đội khách bị Đức áp đảo suốt 45 phút đầu tiên. Phút 50, Özil và Royce đập nhã một chạm trong vòng cấm Thụy Điển trước khi chuyền bóng để Muller đối mặt với thủ thành Isaksson. Tuy nhiên, cú sút cận thành của Muller lại đi trúng chân của người gác đền đội khách. Sự tin tưởng vào một chiến thắng của cổ xe tăng càng có cơ sở hơn khi Özil nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 56 từ một pha tấn công bên cánh phải, bóng chuyền vào trong vùng cấm địa cho tiền vệ mang áo số 8. Anh lập tức tung ra cú volley đưa bóng đi chéo góc vào lưới. Tuy vậy, bước vào 30 phút cuối cùng của trận đấu lại là một cơn ác mộng với đội chủ nhà. Bị dẫn trước tới 4 bàn nhưng thầy trò Erik Hamren vẫn không buông xuôi. Màn lội ngược dòng không tưởng của Thụy Điển được mở màn bởi Zlatan Ibrahimovic. Phút 62, anh nhẹ nhàng phá bẫy việt vị, thoát súng đánh đầu hiểm hóc, hạ gục Neuer sau đường truyền thuận lợi Karlström, loại bỏ hoàn toàn sự kháng cự của hai hậu vệ còn lại của đội chủ nhà. Chỉ 2 phút sau, Lustig khiến thủ thành Neuer bó tay với cú dứt điểm cận thành quyết đoán cũng sau đường truyền dài. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-4 cho Thụy Điển. Đây là một tình huống mà hàng thủ của Đức chơi rất tệ. Trung vệ Bastuber mắc lỗi vị trí và tạo cơ hội cho hậu vệ của Thụy Điển, trong khi thủ thành Neuer lại mắc lỗi trong việc cản phá. Từ chỗ dẫn trước 4 bàn, Đức chỉ còn hơn đối thủ có 2 bàn thắng trong vòng có 2 phút. Một không khí lo lắng bắt đầu bao trùm lên toàn bộ khán đài Olympia Stadium kỳ ấy. Hai bàn thắng liên tiếp của đội bóng Bắc Âu tưởng chừng như chỉ để vui cửa vui nhà. Có lẽ vì nghĩ như vậy nên các cầu thủ áo trắng vẫn khá chủ quan, trong khi đội khách tiếp tục dùng bóng dài xuyên phá vị trí của Jerome Boateng cũng như sự thiếu quyết đoán của cặp trung vệ đội chủ nhà. Thụy Điển càng chơi càng hưng phấn, trong khi Mannschaft bắt đầu cảm thấy bối rối, đặc biệt là các cầu thủ phòng ngự. Điều này đã chứng tỏ trong tình huống rút ngắn cách biệt xuống còn một màn của đội khách. Alexander Kakaniklik thoải mái thoát xuống bên hành lang cánh trái, chuyền sệt vào trong và Emander băng vào dứt điểm nhanh trong sự sững sờ của các trung vệ áo trắng. Lúc này, đội tuyển Đức với truyền thống tinh thần thép bắt đầu hoảng loạn. Huấn luyện viên Joachim Löw bên ngoài sân liên tục ra hiệu các cầu thủ chơi chậm lại, nhưng các cầu thủ chủ nhà có vẻ vẫn bị cuốn vào lối chơi của đối phương và thậm chí trong 10 phút cuối họ đã có đến 3 cầu thủ lãnh thẻ vàng là Royce, Lam và Schweinsteiger.
Những phút cuối, trận đấu diễn ra rất sôi động. Người Đức cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm thêm bàn thắng. Nhưng đội chủ nhà chỉ một lần gây sóng gió thực sự cho khung thành của đối phương bằng cú sút đập cột của Kroos. Can I get some help today? Lord, help me with the blood that I bleed. I want to know if you be the shoulder that I need. I want to go to take me to Neverland. Sau khi bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa ở phút 85, đội bóng áo vàng đã san bằng 4 đều ở phút bù giờ thứ 3. Từ một pha tấn công bên cánh trái, bóng chuyền vào trong vòng cấm địa. Không một cầu thủ nào của Đức kèm Emander để cầu thủ này thoải mái tung ra cú vô lê ngay ở giữa vòng cấm địa. Bóng đi đập đất và thủ thành Neuer hoàn toàn mất phương hướng. Cách mà Thụy Điển ghi tới 4 bàn chỉ trong khoảng 30 phút cuối, chẳng khác nào một cú đấm uy lực giáng thẳng vào mặt đội chủ nhà. Thụy Điển lại có thể vùng lên một cách mạnh mẽ đến thế khi ở trên sân của đối thủ vốn nổi tiếng có bản lĩnh cực kỳ vững vàng và sở hữu thần kinh thép. Dù thầy trò huấn luyện viên Erik Hamren không có chiến thắng ngoạn mục, nhưng trận hòa này thậm chí còn có ý nghĩa hơn một trận thắng bình thường. Các bạn vừa xem lại trận đấu Ibrahimovic nổi giận giúp Thụy Điển ngược dòng không tưởng trước tuyển Đức. Đừng quên nhấn subscribe để đón xem những video hấp dẫn hơn thế nữa. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.